Khu vực trung tâm thành phố nhiều mây, có mưa rào nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió nhẹ, nhiệt độ từ 25 đến 30 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Khu vực Đồ Sơn và quần đảo Cát Bà, đêm nhiều mây, có mưa rào nhẹ, trưa chiều trời nắng, gió đông cấp 2, cấp 3, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Huyện đảo Bạch Long Vĩ, mây thay đổi, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông cấp 3, cấp 4, nhiệt độ từ 26 đến 31 độ, độ ẩm từ 85 đến 90%. Vịnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió đông cấp 3, cấp 4.